Nhiên là bánh cứ chi tiệm mũi đó smok smán bị bạ dồn nà. Tăng bị đào mộc. Là bánh đè rộp thảm miên lạc nạ nhiên, cứ chi là bánh đè miên cà thật nọl. Rư bà tam bị khám ai xa mánh, cứ chi là bánh xì xóng, đè ở bốc bà đài chỉ đôn chi tạp đam bà đạch. Mình áo xa là bóng tế, bố khách luôn khuôn, ngục nâng là bánh bì liền nụ. Bịa thà nhiên, chứ chẳng tay xâm đáy tư lơ ca nhiên xô ra, nhiên là phiến, cường nhiên, lạ nâng lạc. Có bàn tay, nơi thay kỳ tóc băng bày mị thuộc ná, bị phốp lốt bàn chặt cả nhiên là bài video, cứ chưa bắt hết chung ngữ thông mây mùi tiền. Cả nhiên là bài video, cứ chưa chung ngữ play chất đọc bật bật, chưa chung ngữ đại khám nhận bắt đó, nếu bằng hàng chìa rốt xây nhà ở vầy chẳng ớ, hãy đưa cho này hỏi, bàn chìa miên mình khóa tế, cả chót xâm nổ, nâng cả sắc xác bà chăng mình chạy xua thá, tại cả nhiên là bài video, bất chưa chung ngữ rư cớm tài chứa cả bà định. Kế bất chí nâng ách ngốc là bài video mẹn rứ. Nẹ vị chia xa, chấp á rõm nâng xâm nuôn ní khlăng ná, nâng phông xây cho xâm rộng khní bần màn lời. Có bần tái, xâm rạp ổng ca sốc có phía bị phụp lục, chung ngư nhìn ghém trở bàn cầm nắp tam rạy ế rạy bọt bạp xù khlăng nâng prăng khlăng rồi bỏ nẹ lên. Mình tha là bài video nụ, cư chia là bài online, rư có offline tì. Đâm bây chặt tục thạch chôn nam mà nẹ, bạn thật lẽ luôn các chú ngư nhìn bài video, ông ca sắp có phép bị phục lộ bạn cầm nọt rút trên nhà thông thông bày. Tìm mùi cứ bố cô nụ bạn cắt bằng thói cả cực rộng ế rạ bọt rộng bọc luôn nơi bê lên bánh, lên đằng phêl, lên đằng máu, lên đằng ca chập đám, lên chế cực cú ông bi chùm nuôn nơi ca lên, lên sơ khoa khoai nâng rạ phêl, lên đằng máu bánh chọp, nâng lên sqoa cả lạ tê sạc. Nẹ lên, đại nhiên, bắt đầu áp tiếp hiếp đó ca lên lộ bài video tròn chứng sẽ cầm áp hiếp ca nghe bà trăm tháng ngày bà xên tiết, nâng phò bà giói bà xên nây chì vật. Bọn to lên, bà tu bây chị đằng thà, miền phò vị bà ạ bây chú miền cọt đòi. Có bàn tay, mình mẹn miền tay rồi dạ bê mùi mục bà nọt tế đai cầm nọt thà, chôn nà mà nè, bàn nhiên lộ bài video. Ê rìa bọt nụ, trái tàn nhiên lẹ cà nạc cun thù khlắng, đọt nạc đạch rư có bạch bóng tùm nẹ tùm nông chư mùi nâng cửa xá, sẵn cúng, ca sạc xá, ca nghi nâng rư có sạc cắm mập xem xem tiền. Bà tạm ông ca sốc có phía bị phụp lộ, kê ai rõp ca nhìn ghém chi chung ngữ bán, lũ ná tay bộ cổ nụ, miên ạ cả rạ, rư có ế rìa bọt mân bọc rõ đầy, đôi đại bàn rịp rõp kháng lỡ, rìa bê giang hỏi ná có mùi chân nằm. Là bài video, cứ chưa ghém đọc bên nhì dũng, rộ bọc mềm ai dụ bị đọc tới đọc rạm chân nằm, nâng phía chả ơn chưa khmênh bọc. Chẳng chừng khả mình sẵn, có bánh tay mình nốt thông bình vậy, mình toàn sợ chả rứt cơ chả tự hỏi, có miên ngốc nâng nhiên nâng ghem ní chẳng đại, mình chẳng khả mình lời. Là bài video, cứ chiếc bà thiên ở bắt nó chùm rong chùm rong bằng phót lực nông sẵn cúm, bị bụt vầy bà krom kru bẹt chất tạ xa, dù thả chiếc bà nhà hả, chắc tục chi chùm ngữ, chiếc rương nhiên, bắt đáy mình nốt bị chư vật bất chạy đánh, tại kru bẹt ai kết tế khả tiết. Dù thà là bài này, có bản thân đó bởi dõi với chế miễn, chúi đa sạch tệ bà nhà mà nụ, chế rô viên rô vầy, ao chế miễn dụt tất xa. Được chứ nè, ta miễn này thà là bài video này, là ổ, rư có là bài video nụ, chạp đó ca nhiên rứ. Đâm bày bàn dù cảm thấy chụp á, dân sạch bà xa rô bà lục với chà mình tình Michael Stora, cụ bẹt ai kết tế chất tất xa, nâng rộp chất nây vị chế sản viết chìa là. On commence peut-être à vraiment s'inquiéter lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux. C'est à ce moment-là, c'est pas toujours en termes de nombre. Kế tùm nông chế trâu chạp đàm bùi bà râm nè bè nát đè l nhẹ ngốc nâng lạ bánh chạp đạch luôn bì dân cung nâng bì dân cung cửa xa. Mình mến kết tay bì chùm nuôn bê mau lên lạ bánh tay mùi mộng nô lao thì bốt hà chương ai phần này ghém. Quát ai chuôn cá lên bà cuột khía đòn tờ xa sập mau chọp chọp khía có miễn đè. Vẫn tay chùm bốc mây chùm túng kế ai chặt tục hà miễn cả ngốc nhiên nâng lạ bánh nè bè nát đè mây chùm túng nút. Đó nạ kích xả lá, mình chết vừa ở vầy xanh, cài tay bị lên nhà ghem.
ai hay tha chỉ người nhiên ban luôn là tại chuẩn nút bàn ngục lén không tụng rong chỉ cả ngục ngô to su sật xoay là bán để thua ở mê nhân khăn một phút nút cứ cả lên bán tạm internet cho bản đà nhỏ cho khí rõ hôn là bán online ai là ổ tế bản tác cầm vật thổ này là bán ban chùm rong ở mê càng tệ ngục là trong chết vô chia bị phúc đại khí tìm bình chọc kê tổng kê khuyên tha nhẹ đại nhiên bằng phút tràn tại dịch mình chát chết muôn ả dụ mình đại bàn từ tuột cả ốc rung bằng đồ bằng đá ở chết tại chọn chết nhé ở chết tại phụ kê chuyển kê khẳng chuyển kê bằng tay tuột cả rừng này nạc cả đau có đồng nọ sài nơi tại miền là xông chọn chạm thà ca nhiên là bài video nhiên game lưu ế con lạ nâng lắc còn miền ca chịa bà phát bạch mục mùi đồ bỏ ra nơi phê chịa bà lúc mình ai miền chung ngư thẻ tự chật hôn thông bùi đồng bích thay chìa mà lúc miền chả cài xả hà miền này thả khẩm mê nụ rộng tục ở vệ tờ nha khổng chất khẳng nà chứ ca phía ba đòi phá vị thị xa mùi chmua thả experience đòi trâu thuộc ca bạch bài video rìa phê mùi sạp đá bần tố mốc trâu bần tố tam đà rìa phê động vui khái đàm bây chùi ai nhạc nhìn nụ ai bàn sqoal phép vị riêng nâng sqoal đồng rau ca này riêng cái này chì vật bất rồi bọc luôn. Peut-être les aider dans le cadre d'une semaine de sevrage suivi sur 11 mois pour véritablement les aider à reprendre conscience de leur corps et aussi avoir du plaisir. អេក្រង់នឹងការលេងហ្គេមរបស់ក្មេងពីអាយុ3ទៅ17ឆ្នាំរួចហើយក្មេងក្រោមអាយុ2ឆ្នាំគួរតែត្រូវបានរួចឲ្យឆ្ងាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវីដេអូហ្គេមគឺជាល្បែងលេងសម័យថ្មីសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលមិនអាចបដិសេធច្រើនចោលធ្វើមិនដឹងមិនស្គាល់នោះបានឡើយល្បែងវីដេអូគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈពិតៗដែលអាចជះផលវិបាកទាំងលើផ្នែកអាកប្បកិរិយាសង្គមគ្រួសារសង្គមរស់នៅទូទៅទៅលើផ្លូវចិត្តទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងជាផលវិបាកផ្នែកការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចម៉ៅល្បែងវីដេអូសុទ្ធតែអាក្រក់និងធ្វើឲ្យកើតជំងឺញៀននោះទេប្រសិនបើគេចេះយកល្បែងនោះមកប្រើដើម្បីចម្រើនបញ្ញាកូនខាងក្រោមនេះគឺជាដំបូន្មាន5យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពញៀននៅលើល្បែងវីដេអូទី1មិនត្រូវចេញបំរាមហាមខ្វាត់កូនដាច់ខាតទាំងស្រុងឡើយក្មេងសម័យថ្មីចេះនឹងស្គាល់អេក្រង់ទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងហ្គេមយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់បើហាមនៅផ្ទះគេនឹងអាចលួចទៅលេងនៅសាលានៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏នៅតូបហ្គេមទី2អ្នកជាឪពុកម្ដាយគួរតែត្រូវរៀនលេងដើម្បីឲ្យស្គាល់ហ្គេមនោះទើបងាយលើកយកចំណុចអាក្រក់នឹងចំណេញល្អមុខបញ្យលកូនបញ្ជាក់ថាយើងជាឪពុកម្ដាយមិនមែនមិនដឹងអីនោះឡើយបើអាចចំណាយពេលលេងជាមួយកូនទៀតរឹតតែប្រសើរពីព្រោះអ្នកជាឪពុកម្ដាយថិតនៅចិត្តកូនជានិច្ចស្រួលអូសទាញកូនដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលតាន់ដាក់វិន័យកំណត់ពេលម៉ោងលេងឲ្យបានសមស្របអាចធ្វើទៅបាននឹងទៅតាមវ័យទៅតាមពេលវេលាដូចជាពេលសម្រាប់វិសមកាលអនុញ្ញាតឲ្យលេងពេលបានទទួលលទ្ធផលសិក្សាពិន្ទុល្អក៏ត្រូវតែឲ្យលេងជួយចែកលេងជាមួយកូនអំពីល្បែងវីដេអូនោះដើម្បីកុំឲ្យកូនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមគ្រួសារហើយយើងជាឪពុកម្ដាយក៏បានស្គាល់កូនយ៉ាងច្បាស់ទៀតស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនចូលចិត្តលេងល្បែងវីដេអូនោះមកពីពួកគេឥតមិត្តភ័ក្តិមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយជាចុងក្រោយសូមផ្ដល់អតិភិបដល់សកម្មភាពកីឡាសកម្មភាពលេងលំហែនៅក្រៅ